Đây sẽ là câu hỏi của một nghệ sĩ nổi tiếng thế giới dành riêng cho các thí sinh của đường lên đỉnh Olympia năm nay. Hello, I am a singer-songwriter and a music producer. Music is my burning passion. You've just heard a part of the song See You Again. This is a very memorable song of my career. It contains my affections and nostalgia for a friend of mine. Friendship's a wonderful thing. It connects us and brings us all together and helps us overcome challenges. In this song, I've used a synonym for the word friendship. Can you tell me which word it is? Good luck. Mời các bạn thí sinh còn lại. Mời anh Đức. My answer is born. Born. Vâng, ở trong câu hỏi này thì anh Đức đã nghe được những gì ạ? Em thưa anh, trong câu hỏi này nghệ sĩ Charlie Puth có nói rằng âm nhạc là niềm đam mê của anh ấy. Và chúng ta vừa được nghe một trong những nhạc phẩm mà anh ấy tự hào nhất, đó là See You Again. Trong bài anh có sử dụng một từ đồng nghĩa với từ friendship, đó là từ gì? Theo em câu trả lời nó là từ bond ạ. Chính xác hơn là trong đoạn nhạc vừa rồi ạ. Và đáp án của chúng tôi trong câu hỏi này đó là brotherhood. Cũng bắt đầu bằng chữ B ạ. Thật đáng tiếc bởi vì chúng ta là các bạn thí sinh của chúng ta cũng đang phiêu theo nhạc đúng không ạ? Rất là hiếm khi mà chương trình có một câu hỏi đặc biệt đến từ một nghệ sĩ nổi tiếng. Thực ra từ bond cũng là một từ thể hiện cái sự gắn kết. Chúng ta có thể nói là family bond, gắn kết của gia đình. Nhưng mà để nói về chính xác hơn là friendship, tình bạn thì chúng ta sẽ dùng là brotherhood, như gọi là tình anh em. Và đây cũng là một ý nghĩa mà chúng tôi muốn gửi gắm tới chương trình. Các bạn thí sinh của chúng ta từ 4 tỉnh thành khác nhau, khi mà các bạn bước ra khỏi cuộc thi, mỗi người sẽ lựa chọn một con đường riêng, một thành tích riêng. Nhưng mà khi gặp lại ở bất kỳ một nút giao nào trên cuộc đời thì hãy see you again nhé.